Hello hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình với cùng các bạn đi thu thập những con vật bị dính bùn, dính bẩn nha. Ở đây mình có rất là nhiều con vật bị dính bùn màu vàng nha. Chúng ta cùng đi thu thập và rửa sạch chúng nha các bạn nha. Ở đây mình sẽ có chiếc rổ này nha. Chúng ta cùng nhặt hết con vật này vào chiếc rổ này nha. Ok, ta nhặt con vật đầu tiên này. Một con, hai con, ba con, bốn. Đây là toàn bộ những con vật nha. Ta cùng thu thập chúng nào. Bạn có đoán con vật gì không? Đó, đây là rất là con vật mini nha. Rất là nhiều con vật các bạn ạ. Chúng ta cùng thu thập chúng nào. Bạn có đoán được những con vật nào bị bẩn không? Ok, rất là nhiều con vật ở đây nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, mình đã vừa thu thập toàn bộ những con vật bị dính bẩn nhá. Bây giờ chúng ta, các bạn hãy theo chân mình để đi rửa sạch chúng nhá. Ok, wow, ở đây mình có một chiếc chậu nước rất là to nhá. Chúng ta sẽ cùng rửa sạch những con vật ở đây nha các bạn nha. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ rửa con vật nào trước đây. Các bạn đoán xem đây là con gì không? Các bạn đoán được đây là con gì không? À, chúng ta cùng rửa sạch chúng nha. Ok, wow, đây chính là một con khủng long đỏ nha. Đó, đẹp chưa? Wow wow. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Các bạn đoán được đây là con vật gì không? Wow, đây là một chú ngựa nha. Vui quá, vui quá. Tiếp theo nào. Đây là con gì đây? Chúng ta cùng rửa sạch chúng nha. Wow, đây là một con khủng long ba đầu nha các bạn nha. Màu xanh da trời rất là đẹp. Mình cùng để đây nha. Chúng ta tiếp tục công cuộc rửa sạch những con vật ở đây nha. Các bạn nói đây con gì không? Cùng rửa chúng nha. Wow, đây chúng là một chú gà trống nha. Rất là đẹp. Tiếp tục nha các bạn ơi. Đây là con gì đây, các bạn đoán được không? Wow, nhìn con rửa chúng nào. Wow, đây chính là cũng lại là một chú gà trống nha, nhưng mà có màu cam rất là rực rỡ nha. Đó, vui chưa, vui chưa các bạn, xem mình sẽ chọn con nào nha. Con này nha, chúng ta cùng rửa con này nha. Các bạn đoán được con gì không? Ok, rửa sạch chúng nào. Rửa thôi, rửa thôi, rửa thôi. Wow, đây chính là một chú cá mập mồm bẹt nha. Chú là cá này có màu đen và chấm bi trắng nha. Đó, tiếp theo nào. Ta cùng rửa sạch con vật này nhá. Wow, các bạn đoán xem đây có gì không? Các bạn đoán xem đây có gì? Đây chính là một chú lợn nha. Ok,
Ta tiếp tục rửa nào. Các bạn đã xem đây là con gì đây? Wow, Megalodon, đây là chú cá mập xanh. Màu xanh nhá. Chúng ta tiếp tục rửa nào. Các bạn đã xem đây con gì? Wow, đây chính là chú khủng long lưng gù nha. Trên lưng là các vây của nó nha. Đây, chú khủng long là có màu xanh lá cây nha, rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Ta tiếp tục rửa nào. Các bạn ăn ở đây cái gì không? Mình cũng rửa chúng nha. Wow, đây chính là một chú lạc đà mini màu cam nha. Siêu đẹp luôn, ok. Chúng ta tiếp tục nha. Bạn đoán đây con gì không? Mình cũng rửa nó nha. Wow, đây chính là một chú hổ mini nha. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp theo nào, con nào đây? Mình sẽ rửa con này nha. Wow, đây chính là chú khủng long hai đầu màu xanh lá cây nha. Rất là đẹp luôn các bạn nha. Đó. Con gì đây? Các bạn đoán được không? Mình rửa nha. Wow, đây chính là một chú thằn lằn lửa. Siêu đẹp. Ok, đây là con vật cuối cùng nha. Mình sẽ rửa sạch nó nha. Wow. Bạn đã xem đây cái gì? Đây chính là con khủng long bạo chúa màu xanh lá cây nha. Siêu to, siêu khổng lồ nha. Ok, đây là tất cả những con vật mình vừa mới rửa sạch chúng nha. Đây là những con vật ngày hôm nay chúng ta thu thập được đấy các bạn ạ. Ok, video của mình tới đây kết thúc nha. Các bạn thấy hay thì cho mình một like, subscribe nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.